Rồi bây giờ nha, Nhi em, Quỳnh Trang, hai bạn thích nhất cái màn hình nào? Em ấn tượng nhất là màn hình số 1 ạ. Mời xem màn hình số 1 trước, cái hình gì vậy em? Hình của bạn á, kia sau lưng bạn á là cửa sắt, bạn đang ngồi trên một cái thùng sơn màu vàng thì phải. Bạn biết chơi guitar hả số 1? Dạ, em không biết chơi guitar ạ. À, là bạn chỉ dùng cái app hợp âm để hát thôi đúng không? Dạ, em dùng để hát acoustic anh. À, em là người vocal trong một cái band acoustic hay sao? Dạ. Bạn số 1 ơi, cho mình hỏi là bạn có thích chụp hình không? Tại vì mình thấy trong màn hình bạn có rất là nhiều app chuyển ảnh. Mình rất là thích chụp hình và chỉnh ảnh ạ. À. Mình cũng rất là thích chỉnh ảnh. Nếu mà bạn thích thì mình có thể chụp cho bạn và chỉnh cho bạn những tấm hình cực đẹp. Bạn có thể cho mình xem hình của bạn được không? Hình của bạn chụp. Được ạ. Anh chàng này có bộ tóc màu ăn uống quá ha. À. Được anh vào cảnh không? Cái hình nào mà em dùng những cái app em chụp mà em cho đằng đẹp á, em có thể chia sẻ với bạn Quỳnh Trang được không? Dạ được ạ. Những tấm hình này đa số là mình chụp bằng cam thường ạ. Xong rồi mình chỉnh màu bằng những cái app mà trong điện thoại mình đã có. Em thích tấm hình nào cho chị coi rồi. Nếu mà về những tấm hình ngoại cảnh thì tấm hình nào em cũng thích, nhưng mà em chụp được những một cái cảnh ấn tượng ở Đà Lạt là em đã đi vào một quán cà phê, trong những quán cà phê ở Đà Lạt, và trong đó có một cái nơi cho mình ghi lại những cái tâm tư tình cảm của mình và những cái ước nguyện của mình sau này như thế nào. Em cũng đã ghi trong một những số này ạ. Mong là mau có người yêu. Dễ thương quá à. Có rồi, hôm nay sẽ chia tờ giấy đó, sẽ bay dính vào một trong hai cô áo trắng ngồi dưới đây. Thoát ra lại, bạn hồi nhỏ hả? Bạn màu áo xanh đó. Ở trên cùng. Dạ em hồi nhỏ. Ngầu dữ vậy, thứ gì chịu nổi. Quá trời, đứng chống nạnh nữa. Cái chống nạnh là ba má hay bắt lắm nè. Sự hình nít ra kêu chống nạnh lên con. Lúc nhiều tuổi nhà em trai? Dạ lúc này là lúc em 3-4 tuổi, em không nhớ. Nhi ơi, nếu mẹ con trai giống vậy em thích không? Dạ cũng dễ thương. Cũng dễ thương ha. Dạ đó, chồng em hồi nhỏ đó. Chụp xong tấm hình này khoảng em không biết bao nhiêu lâu sau thì ba mẹ em ly dị. Rồi hiện tại em đang sống với ba hay mẹ? Dạ hiện tại em đang sống với mẹ và dượng và ngoại của em. 17 năm nay em có gặp ba em không? Kể từ 5-6 năm trở lại đây và em là em không gặp ba ạ. Anh thì nói quan điểm của anh thôi, thì ba mẹ có chuyện trục trặc không hợp đó là chuyện của ba mẹ. Nhưng mà ba mình thì vẫn là ba mình và cái điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi được. Có những người người ta không còn ba nữa, ví dụ như anh. Muốn nói thì cũng không nói được nữa. Chỉ bằng mình còn cơ hội thì mình cứ nói thôi. Hãy giữ lấy cái mối liên kết đó. Dạ em cảm ơn anh. Chắc là cũng đầy khá thông tin rồi ha. Bây giờ mời màn hình của bạn số 2. Cảm ơn bạn số 1. Kéo qua cái nữa bé. Nhỏ này trật tự. Bạn này có vẻ là không có thói quen lên Facebook hay mạng xã hội nhiều đúng không em? Dạ vâng. Hầu như mối quan hệ bạn bè em thì em toàn gặp ở ngoài và ít lên Facebook ạ. Em có một người bạn gái mà người bạn gái đó thì có thói quen hơi bị nghiện điện thoại, nghiện Facebook chút xíu, thì em có khó chịu không? Có một chút chút. Cái chút chút đó nó có lớn lên không? Là sẽ lớn lên từng ngày nếu mà bạn gái em không quan tâm em. Thì đó là một vấn đề đúng không? Dạ vâng. Chàng trai này là hơi khó chịu với cái vấn đề mà online nhiều quá. Kỹ tính đó. Tại vì anh chàng nào nó không có lên online. Cho em hỏi là hai bạn nữ thì quê của hai bạn ở đâu nhỉ? Trang là quê ở Đắk Lắk ạ. Còn Nhi thì ở miền Tây, ở Tiền Giang. Mẫu bạn trai của hai bạn là như thế nào? Với Trang thì Trang cần một người chững chạc, thường xuyên biết quan tâm và lắng nghe mình. Và Trang rất là thích được chia sẻ và rất là hy vọng là sẽ kiếm được một người biết lắng nghe và chia sẻ cùng mình. Còn bạn Nhi thì sao ạ? Còn Nhi thì Nhi thích một người con trai trầm tính, ít nói. Nói chung là nói ít làm nhiều, nói chung là phải hiểu. Khi mà hiểu nhau thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Chắc bạn đang nói mình á. Rồi vậy thôi, mời màn hình số 3, cảm ơn bạn số 2. Cũng quán cà phê giang tay nữa. Gạt qua bên nữa nè. Để em coi thì là thói quen của em là gì. Ê, nghe luôn. Dạ, con nghe mẹ ơi. Con ngoài cũng được không? Mấy bận vậy? Dạ, tại con đem quay mẹ. Dạ, tí con gọi lại mẹ nha. Sớm nói mẹ là con đang có bộ. Ôi sao mẹ em lại không lưu số vậy? Dạ, đây là một cái số đặc biệt của mẹ em cho nên là em không có lưu. À. Cái số này để hai mẹ con chia sẻ thôi, tại vì trong nhà thì em hay chia sẻ với mẹ em nhiều nhất. Nơi em để những bí mật riêng của em là bằng cái số đó với mẹ em đúng không? Dạ đúng rồi. Hình ảnh hay là cái gì ghi chú hay là những cái gì có thể? Dạ đây. Ai vậy em? Dạ, đây chính là em cách đây 4 năm. Em bao nhiêu ký? À, lúc này là em lớp 12, em cao tầm 1m6 và em nặng 89 ký. Còn bây giờ em bây cao giờ 1m là mấy? Em 1m68 và em cao em nặng khoảng 60 đến 61 ký. Là em xuống cỡ 20. Dạ em xuống cỡ khoảng 23 ký, tại vì trong lớp 12 á thì em muốn thi vào trường sân khấu điện ảnh. Với lại là em muốn mình ốm lại để mình có ngoại hình hơn, để mình thay đổi cuộc đời và mình có kiếm tiền được nhiều hơn, tạo cơ hội nhiều hơn để mình nuôi ba mẹ mình. Sao xuống được hay vậy? Do đó là khoảng thời gian em đi học, với lại là nhà xa phải học bằng xe đạp và ngày nào cũng chạy đi như vậy. Sáng là đi học và làm thêm cơm nước cho mẹ, xong rồi lại đi học thêm và đi học tí từ 6 giờ sáng cho tới 9 giờ tối. Trong cái thời gian thi cử ăn uống cũng không có nhiều thời gian để nấu ăn. Có như là không có được tẩm bổ nhiều cho nên xuống được 23 ký trong vòng 3 tháng.
khác hẳn ha. Cái người ngồi trên đó với người ngồi dưới đây khác hẳn đi. Dạ đúng rồi, ai cũng nói vậy. Cứ mà em ốm xuống là em lên đại học sao em về quê là không ai nhận ra em luôn. Ai cũng tưởng em là em của mẹ em. À, bị già đi hả em? Tại vì mẹ em cũng hơi trẻ. À mẹ em nhìn trẻ. À. Dạ. Theo anh cảm nhận thì em có vẻ là em sẽ thích về cái công việc biểu diễn hơn. Ví dụ như là MC, ca sĩ gì đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Thế thì cái trường luật đối với em, nó là cái để mình gọi là sau này, hay là đó là cái con đường mà thật sự là em muốn đi? Ở thời gian hiện tại thì cái con đường em muốn đi vẫn là bên nghệ thuật hơn. Còn cái trường luật là do lúc đó em thi một cái cơ duyên nào em cũng không nhớ, em đã đậu vào trường luật. Nhưng mà trong luật á, vẫn có chương trình văn nghệ này nọ, thì em làm tổ trưởng, em làm chương trình ca nhạc hay diễn kịch hay MC gì trong đó. Dạ có ạ. Em là leader của câu lạc bộ văn nghệ khoa luật. Thì đó. Dạ. Hơi hỏi hơi nhiều, nhưng vẫn muốn hỏi thêm một câu là em đã từng có bao nhiêu người yêu rồi? Thời điểm hiện tại là chưa bao giờ có một người yêu nào hết. Tại sao? Tại vì cấp 3 đi là mình tính từ cái thời điểm mà biết yêu đi. Thì lúc đó ngoại hình em không có, và nói chung là xấu, cho nên là em không có tự tin về yêu. Còn khi lên tới đại học á, thì mình lo học, với lại là do tập trung, em là tự chủ kinh tế ở năm 3 rồi, cho nên là phải tập trung đi làm, rồi tập trung học nữa, cho nên là cũng không có muốn quen người yêu ở thời điểm đó. Còn bây giờ thì thời gian nó đã đỡ hơn, cho nên là cũng muốn tìm một người yêu. Cảm ơn bạn số 3. Mời bạn màn hình số 4 hay cưng cái gì cho tôi có ai nít ra. Ai vậy em ơi? Dạ, giới thiệu với mọi người, đây là con trai đỡ đầu của em, con của chị ruột em. À, dễ thương quá. Là cháu em đó. Còn người mà đang bế con em là mẹ em. Mẹ ruột em. Dạ. Trò chơi thì hơi nhiều. Cái Musi là music hả em? Hay là... Dạ, Musi là một phần mềm để em có thể vừa viết nhạc. Tại vì có những cái nhạc trên YouTube á, mình không có thể nào mình kiếm được ở những cái web khác. Cho nên là cái trang web này nó giúp mình kiếm được những cái nhạc đó để mình có thể viết những cái bài nhạc khác hơn nữa. Để thấy được là cái gu âm nhạc của em như thế nào ấy, có thể show cho mọi người biết được không? Dạ, đây là cái danh sách nhạc của em. Nó là một cái điều gì đó rất là nhẹ nhàng. Có cái beat thả thính nữa hả em? Dạ có. Cái beat thả thính nó nghe làm sao em? Dạ bài này là tại vì bữa là em vô tình em nghe, em thấy nó bắt đầu nó hay hay, rồi em cũng lưu nó về để có một dịp nào rảnh để em có thể ngồi em nghe cái beat đó, để em ngồi em viết một cái bài nào đó về cái beat đó. À, thính miền Tây hả? Mình hỏi là gu âm nhạc của hai bạn là như thế nào ạ? Với Trang thì Trang lại thích nhạc ballad hoặc là nhạc US UK kiểu EDM. Còn Như thì thích nghe những bài nhạc Âu Mỹ hơn. Có vẻ như là phần âm nhạc là không liên quan gì rồi. Thôi mình ra ngoài đi em, kiếm cái gì đó liên quan hơn. Thì hai bạn có thời gian rảnh thì hai bạn thường làm cái gì? Trang thường rất là ít ở nhà, và khi mà ở nhà thì mình muốn tự mình pha cà phê, mình có thể xem phim và đọc sách, có thể là học bài. Em biết uống cà phê luôn hả? Dạ em rất là thích uống cà phê ạ. Chị với em thích nhau nữa rồi nha. Và cà phê là em phải uống đặc. Còn em? Như thường nghe nhạc, xem phim. Bạn có thích đi xem phim không? Mình cũng rất là thích đi coi xem phim. Lát nữa xong ra mua vé coi luôn nha. Dạ được quý chị. Rồi bây giờ vậy nha, nãy giờ nói chuyện nè, chia sẻ. Bước ra đây thấy hai cô gái đẹp xinh xắn, từ nãy giờ tôi khen hoài, ấn tượng với cô gái nào? Cô bên này. Bên này? Dạ vâng. Thầy thấy hiền lành, cô bên này nhìn thấy sắc nét. Hai cô đẹp y chang như nhau. Hẹn gặp em trong một cái chương trình khác, và sẽ có tần số rung động với em nha. Dạ. Cảm ơn em.